Xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi đây là đèn hậu. Đèn hậu gọi là đèn lái sau, đèn hậu hay còn gọi là đèn lái sau của dòng xe Mitsubishi Zinger. Zinger, dòng xe 7 chỗ được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Đây là đèn hậu hoặc đèn lái sau. Thì nó bao gồm trên đây nó có đèn, có hai đèn. Đây là bao gồm có trên đèn báo dừng, đèn khi mà chúng ta chuẩn bị báo dừng, dừng khẩn cấp, đèn đỏ báo dừng. Đấy, và đèn xi nha. Thì hà xị chính hãng này, các bạn nhìn trên bình tay mình đấy có chữ Daikoku này. Đấy, hà xị chính hãng này. Xị chính hãng. Thì các bạn nhìn trên sản phẩm nó có chữ này. Đây là hà xị chính hãng. Xị chính hãng nhé. Chất liệu cái này được làm bằng nhựa và lắp ở ngay phía sau của cái hông xe. Phía hông phía sau của hông xe. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường mà do va chạm, các bạn va chạm thì cái này nó bị vỡ mất cái đèn hậu này, đèn lái sau này. Thì lúc đó bắt buộc các bạn thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Như vậy anh em mà có nhu cầu cần thay thế sửa chữa thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn nào muốn xem thêm cách phân biệt hàng xịn, hàng rẻ, hàng thay thế của tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi Zinger này thì anh em nhớ nhấn like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm này phục vụ anh em một cách hoàn toàn miễn phí, thì các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh.